về nguyên lý hoạt động của đề tài bọn mình thì sau khi bật nguồn thì nhấn start thì bây giờ sẽ giải cấp lệnh và điều khiển xi lanh đẩy các thùng hàng đi lên băng tải và qua các cảm biến màu sẽ nhận và các xi lanh sẽ đẩy từ các thùng màu ra từng cái hàng khác nhau. Còn đối với trường hợp hàng lỗi thì băng tải sẽ đẩy ra ở thùng hàng thứ ba và sau một thời gian băng tải sẽ dừng lại. Thì nội dung của cái đồ án này thì nó sẽ gồm có 5 phần. Thì tôi đi vào ngay phần lý do chọn đề tài. Thì đối với cái nhóm đồ án thực hiện thì chọn cái mô hình nó tương đối là nhỏ, là dễ thử nghiệm và thi công, hy vọng rằng là sẽ giúp các bạn thi công tốt hơn, nhanh hơn. Thì cái mô hình này thì nó được sử dụng trong công nghiệp, được cái mô hình kinh điển này, được rất là nhiều bạn tham khảo và thực hiện theo. Tôi cũng không nói nhiều phần này nữa. Đây là cái sơ đồ khối phân loại sản phẩm. Thì từ sản phẩm đầu vào thì nó sẽ được nhận và xử lý tín hiệu và sau đó sẽ phân loại sản phẩm theo từng màu khác nhau với các cái vật tư thiết bị như trên slide số 2. Thì ở đây để phân biệt cái màu đầu vào thì cái nhóm thực hiện nó có sử dụng cái hòn cảm biến TCS32200 thì sẽ gồm nhận biết 3 màu cơ bản trắng vàng xanh và thôi. Thì bộ xử lý trung tâm ở đây chúng ta sẽ sử dụng VOC Mitsubishi FX3U. Thì bộ VOC này nó sẽ gồm có 48 ngõ, 24 ngõ vào, 24 ngõ ra. Thì bộ nhớ chương trình là 64 bit với tốc độ cao. Thì cái này các bạn có thể xem thêm trong cái menu, tôi không có nói nhiều nữa. Với cái bộ xử lý ngõ ra thì sẽ dùng qua relay trung gian. Thì cái ưu điểm của cái phương pháp của cái mô hình này thì sử dụng bộ BOC này với giá thành rẻ hơn và các kết cấu đơn giản và chỉ xử lý ở đây là tín hiệu on off và tín hiệu cảm biến màu sẽ giúp chúng ta phân biệt được các sản phẩm theo từng màu khác nhau và sẽ đưa ra lệnh quyết định là xi lanh nào tác động. Đây là cái hệ thống băng truyền thiết kế bằng in 3D. Ở đây thì có sử dụng con vi điều khiển Arduino này có tác dụng là hỗ trợ cho các nhóm nghiên cứu để chạy các băng tải. Thì đây là một cái yếu điểm của cái nghiên cứu này, thay vì chúng ta sẽ chạy trực tiếp từ BOC Mitsubishi điều khiển thông qua driver, nhưng mà nhóm nghiên cứu thì chưa có làm được nên sử dụng bo Arduino này để chạy hỗ trợ. Hy vọng rằng là các bạn sẽ phát triển thêm cái phần này. Thì cái mô hình sau khi thi công các bạn có thể thấy rằng này, mô hình này với cái băng tải với kết cấu rất đơn giản sẽ gồm có hai xi lanh tác động lên hệ thống và cái xi lanh chính này nó sẽ đẩy cái sản phẩm đi ra từ cái ống dưỡng này và sẽ phân loại sản phẩm màu xanh và màu đỏ. Với BOC là bộ điều khiển trung tâm nhưng có sử dụng Arduino hỗ trợ, thì đây chính là cái ưu điểm lớn nhất mà tôi đã phân tích như vừa rồi. Tuy nhiên thì cái mô hình nó vẫn đáp ứng theo cái tính công nghiệp, vẫn sử dụng các cái relay trung gian để bảo vệ các cái đầu vào BOC. Thì đây là cái kết quả đạt được về tính thẩm mỹ đơn giản rồi đảm bảo hoạt động và cái yêu cầu đề ra đề bài. Ưu điểm thì trong đây thì các sinh viên đưa ra một số ưu điểm cũng chưa chính xác lắm, về hoạt động ổn định rồi kích thước nhỏ gọn và chi phí phù hợp. Nhược điểm của sản phẩm này thì là chính là cái con cảm biến. Sử dụng cảm biến này khi mà sử dụng thì chúng ta phải tiến hành là che cái đầu nó lại, dẫn tới cái việc là có thể nhận biết sai màu. Và cái hướng phát triển của cái nghiên cứu này thì chúng ta sẽ có thể sử dụng con camera để hoàn thiện hơn. Tôi cũng giới thiệu thêm cho các bạn, đây chính là cái lưu đồ hoạt động của cái mô hình này. Trong cái phần mô tả thì tôi sẽ đưa thêm cái file PowerPoint.
Đây là cái lưu lao động thì khi mà khởi động lên thì băng chuyền sẽ chạy trước, xi lanh đại sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Nếu mà cảm biến lọc màu mà tìm ra đúng màu đỏ, màu xanh thì một trong hai xi lanh sẽ tác động và sẽ rơi vào hệ thống. Đây là một cái lưu đồ tương đối đơn giản. Và cái chương trình BOC để thực hiện cái lưu đồ này thì nó cũng không có gì nhiều, chủ yếu là các cái lệnh mà on off mà thôi. Đây tôi cũng lược sơ cho các bạn nhìn, nếu bạn nào muốn tham khảo chương trình BOC thì các bạn có thể chú ý kỹ trong cái đoạn clip này. Tôi cũng lược sơ thêm cái phần kết nối chương trình BOC vào máy tính như thế nào. Thì đây chính là cái nội dung chính của thực hiện đồ án này, thì sử dụng phần mềm GX Work 2. Phần mềm này thì cho phép kết nối BOC FX3U và trực tiếp máy tính và lập trình bằng phần mềm Ladder. Thì cái cổng kết nối cấu hình chúng ta sẽ chọn. Cái quan trọng nhất ấy, là các bạn khi mà chọn nó thì các bạn sẽ chọn cái option nó tương ứng với con BOC của mình. Đây. Và sau khi mà chúng ta kết nối xong rồi đó, chúng ta chọn cái chuẩn này đó, hai kết nối internet, chúng ta có khai báo với cái địa chỉ IP. Sau đó thì chúng ta nhấn yes. Thì nếu mà thành công thì trên internet sẽ báo một cái thông báo là chúng ta đã kết nối thành công. Đối với phần mềm chương trình BOC của Visu nó tương đối đơn giản. Tuy nhiên các cái ứng dụng hỗ trợ về mạng rồi giám sát thì nó sẽ bị lược bớt đi. Còn cái phần mà kết nối thực nghiệm thì chúng ta sẽ được các bạn sinh viên sẽ trực tiếp giải thích cái phần này. Ở đây mình xin giới thiệu các bạn về đề tài của mình là phân loại sản phẩm màu. Thì về bộ cục của các thiết bị gồm có một CB một phá 220V thì có tác dụng là cấp nguồn cho PLC. Còn đây là VLC thì tác dụng là điều khiển các xi lanh và để đẩy các thùng hàng ra khỏi băng tải và vào các thùng hàng cố định. Còn đây là relay là để đóng mở các tiệp điểm của các xi lanh nhỏ khi phân loại các bao sản phẩm. Đây là hệ thống đèn báo và nút nhấn. Thì đèn báo để hiển thị khi VLC có điện. Còn đây là một nút nhấn báo xanh là nút nhấn start. Còn báo đỏ là nút nhấn stop để điều khiển toàn bộ hệ thống. Còn tại đây là bó nguồn 24V dùng để nối các relay đóng mở các tiệp điểm của các xi lanh con. Còn đây là Arduino. Arduino thì còn đây là xi lanh điện thì để đẩy các khi nhận lệnh của PLC sẽ đẩy các thùng hàng ra khỏi băng tải và đi vào các thứ tự thùng hàng có bao định sẵn. Còn ở những sản phẩm lỗi thì sẽ có băng tải sẽ đầy thẳng và không có bao nào nhận, sẽ ra thùng hàng bỏ ở phía sau cùng. Rồi sau đây mình sẽ vận hành cho các bạn xem về nguyên lý hoạt động của đề tài bọn mình. Thì sau khi bật nguồn thì nhấn start thì PLC sẽ cấp lệnh và điều khiển xi lanh đẩy các thùng hàng đi lên băng tải và qua các cảm biến màu sẽ nhận và các xi lanh sẽ đẩy từ từ các thùng màu ra từ cái hàng khác nhau. Còn đối với trường hợp hàng lỗi thì băng tải sẽ đẩy ra ở thùng hàng thứ ba và sau một thời gian băng tải sẽ dừng lại.